tin chọn lọc ngày 4 tháng 8. Ông Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính phủ Mỹ từ chối nâng cấp Việt Nam lên nền kinh tế thị trường. Israel phẫn nộ khi Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Tel Aviv hạ cờ để tưởng nhớ thủ lĩnh Hamas. Nhà lập pháp Hoa Kỳ gọi lệnh trừng phạt của Trung Quốc là huy hiệu danh dự. Ông chủ Facebook xin lỗi ông Trump vì hành động kiểm duyệt bức ảnh tại sự kiện ám sát hụt ông Tập sắp hết thời, Kim Jong Un chỉ thị quan chức không cần chú ý đến Bắc Kinh. Trung Quốc lũ lụt tang thương, người dân địa phương báo cáo công trình thủy điện bị xóa sổ hoàn toàn khi các hồ chứa đồng loạt xả lũ. Chuyên gia phân tích thực hư về tin đồn ông Tập Cận Bình phẫu thuật ghép gan. Chào mừng quý vị đến với bản tin chọn lọc ngày 4 tháng 8 của Đại Kỳ Nguyên. Nguyễn Tươi kính chúc quý vị mọi điều an vui và ngay sau đây là nội dung bản tin. Mở đầu chương trình là phần tin tại Việt Nam. Thưa quý vị, tại hội nghị vào sáng ngày 3 tháng 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã bầu ông Tô Lâm giữ chức vụ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị tổ chức ở thủ đô Hà Nội, Bộ Chính trị đã giới thiệu nhân sự và Ban chấp hành Trung ương đã bầu ông Tô Lâm với số phiếu tuyệt đối 100%. Phát biểu sau khi nhậm chức, ông Tô Lâm khẳng định sẽ kế thừa và phát huy những thành quả của ông Nguyễn Phú Trọng và các thế hệ lãnh đạo đi trước. Trước đó ông Tô Lâm được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 22 tháng 5. Trước khi được bầu giữ chức Tổng Bí thư, Bộ Chính trị đã phân công ông Tô Lâm chủ trì công việc của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Tiếp theo chương trình là cập nhật mới về mối quan hệ thương mại song phương Việt-Mỹ. Kính thưa quý vị, Bộ Thương mại Hoa Kỳ vào ngày 2 tháng 8 đã ban hành kết luận chưa công nhận Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế thị trường đây được coi là một bước thụt lùi đối với nỗ lực thúc đẩy xuất khẩu sang Mỹ, thị trường quan trọng nhất của Việt Nam. Cùng ngày, Bộ Công thương Việt Nam cho biết lấy làm tiếc về quyết định của phía Mỹ. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến quyết định này, trong đó có sự can thiệp sâu rộng của nhà nước vào nền kinh tế, theo định danh của Mỹ. Mỹ coi Việt Nam là nền kinh tế phi thị trường từ năm 2002 trong cuộc điều tra chống bán phá giá đối với xuất khẩu cá da trơn. Tình trạng này gây bất lợi cho Việt Nam trong thương mại với Mỹ. Bởi vì nếu như được công nhận là nền kinh tế thị trường, hàng hóa tại Việt Nam xuất cảng sang Mỹ có thể gia tăng nhanh chóng nhờ thuế quan giảm xuống, gia tăng lợi thế so với hàng hóa của nhiều quốc gia khác, nhất là hàng Trung Quốc. Chuyển đến phần tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Israel phẫn nộ khi đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Tel Aviv hạ cờ để tưởng nhớ thủ lĩnh Hamas. Vào ngày 2 tháng 8, Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Tel Aviv đã hạ cờ xuống nửa cột để tưởng nhớ nhà lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh. Động thái này đã gây ra phản ứng dữ dội từ các quan chức của Israel. Bộ trưởng ngoại giao Israel, ông Israel Katz, đã triệu tập phó đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ để khiển trách. Ngoại trưởng Katz cũng tuyên bố, nếu các đại diện đại sứ quán muốn để tang cho thủ lĩnh Hamas, hãy để họ đến Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia đã chỉ định ngày 2 tháng 8 là ngày quốc tang cho thủ lĩnh Hamas Haniyeh. Ông Avigdor Lieberman, chính trị gia Israel theo đường lối cứng rắn trên mạng xã hội X, đã gọi hành động hạ cờ của Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ là một sự ô nhục lớn và không thể chấp nhận được. Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp đón các nhà lãnh đạo Hamas, bao gồm cả thủ lĩnh Haniye, nhiều lần kể từ khi nhóm này giao tranh với Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, khi hàng nghìn tay súng Hamas đột kích vào miền nam của Israel, sát hại khoảng 1.200 người, chủ yếu là thường dân, và bắt cóc 251 con tin về giải Gaza. Thổ Nhĩ Kỳ chưa bao giờ lên án cuộc tấn công đó, nhưng đã ca ngợi cuộc kháng cự của Hamas và thường xuyên lên án chiến dịch trả đũa của Israel, nhiều lần cáo buộc quốc gia này phạm tội diệt chủng ở Gaza và so sánh Thủ tướng Benjamin Netanyahu với lãnh đạo Đức Quốc xã Adolf Hitler. Chuyển sang một vấn đề khác, nhà lập pháp Hoa Kỳ gọi lệnh trừng phạt của Trung Quốc là huy hiệu danh dự. Dân biểu Jim McGovern, nhà lập pháp Hoa Kỳ gần đây nhất bị Trung Quốc trừng phạt, đã cho biết rằng ông sẽ coi lệnh trừng phạt này như một huy hiệu danh dự. Ông McGovern là một thành viên của Đảng Dân Chủ, đại diện cho tiểu bang Massachusetts. Trong chính trị, ông McGovern đã đấu tranh cho sự nghiệp của người Tây Tạng, bảo trợ cho một dự luật ủng hộ giải pháp hòa bình cho tranh chấp Trung Quốc-Tây Tạng mà Tổng thống Joe Biden đã ký thành luật vào ngày 12 tháng 7 vừa qua. Chính quyền Bắc Kinh coi Tây Tạng là một phần không thể tách rời của Trung Quốc từ thời xa xưa, vì thế hành động của ông McGovern bị đánh giá là đã can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc ông McGovern đã bị Bắc Kinh đưa vào danh sách trừng phạt vào hôm 31 tháng 7. Các biện pháp bao gồm đóng băng tài sản tại Trung Quốc, cấm ông và gia đình nhập cảnh vào lãnh thổ Trung Quốc. Ngoài ra, các tổ chức hoặc cá nhân tại Trung Quốc cũng bị cấm giao dịch với ông McGovern. Tuy vậy, các biện pháp trừng phạt của chính phủ Bắc Kinh dường như chỉ mang tính biểu tượng, bởi nhà lập pháp này không hề có tài sản hoặc giao dịch kinh doanh nào ở Trung Quốc. Trong một tuyên bố gửi đến VOA News vào ngày 2 tháng 8, dân biểu McGovern đã gọi lệnh trừng phạt của Trung Quốc là vô lý, đồng thời mô tả đó là một huy hiệu danh dự. Ông McGovern cũng tuyên bố Bắc Kinh tìm cách trừng phạt và khiến những ai không đồng tình với họ im lặng. Nhưng thế giới đang theo dõi những gì họ làm và những người quan tâm đến nhân quyền sẽ không im lặng. Tiếp tục vấn đề liên quan đến quan hệ Mỹ-Trung Ngày 31 tháng 7 vừa qua, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Marco Rubio đã giới thiệu tại Thượng viện về dự luật Đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công nhằm áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Theo một thông cáo báo chí được công bố vào cùng ngày, các thượng nghị sĩ Ron Johnson, Roger Marchand và Tom Tillis là những người đồng bảo trợ. Trước đó, vào ngày 25 tháng 6, Hạ viện Mỹ cũng đã thông qua dự luật Đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công do dân biểu Scott Perry giới thiệu dự luật này nhằm để tránh mọi sự hợp tác với cộng hòa nhân dân trung hoa trong lĩnh vực cấy ghép nội tạng khi đảng cộng sản trung quốc còn cầm quyền và thực hiện các biện pháp thích hợp kể cả sử dụng các cơ quan trừng phạt hữu quan để cưỡng chế đảng cộng sản trung quốc chấm dứt bất kỳ chiến dịch thu hoạch nội tạng nào do nhà nước bảo trợ ngoài ra chính phủ hoa kỳ sẽ làm việc với các đồng minh đối tác và các tổ chức đa phương để nêu bật cuộc bức hại pháp luân công dã man của đảng cộng sản trung quốc và phối hợp chặt chẽ với cộng đồng quốc tế để tiến hành những biện pháp trừng phạt và hạn chế thị thực đối với các đối tượng cụ thể đặc biệt ngoại trưởng mỹ sẽ đệ trình báo cáo về các chính sách và hoạt động cấy ghép nội tạng tại trung quốc tổng thống joe biden sẽ trình danh sách người nước ngoài đã cố ý và trực tiếp tham gia hoặc tạo điều kiện cho việc thu hoạch nội tạng phi tự nguyện ở cộng hòa nhân dân trung hoa những người trong danh sách này sẽ mất tư cách xin thị thực hoặc các giấy tờ khác để nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Nếu được thông qua, đây sẽ là một đạo luật mạnh mẽ nhằm kiềm chế cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cùng với đó là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Trong thông cáo báo chí, Thượng nghị sĩ Rubio cho biết, Trung Quốc Cộng sản đã có thể thoát tội với chiến dịch tà ác trên diện rộng từ những hành vi diệt chủng đối với các nhóm tôn giáo tín ngưỡng và dân tộc thiểu số đến đi đầu trong việc cưỡng chế triệt sản và phá thai cũng như khống chế các khoáng sản và công nghệ quan trọng và can thiệp vào chủ quyền của một số đối tác trong khu vực, Hoa Kỳ sẽ không dung thứ cho những hành vi này. Cùng ngày, thượng nghị sĩ Rubio cũng giới thiệu đạo luật stop CCP hay kết thúc Đảng Cộng sản Trung Quốc và lệnh cấm tài trợ cho báo cáo viên đặc biệt của Liên hiệp quốc. Đạo luật stop CCP yêu cầu trừng phạt các đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc có dính líu đến các hành vi xâm lược, áp bức và vi phạm nhân quyền cũng như thân nhân đã trưởng thành của họ các biện pháp trừng phạt bao gồm phong tỏa giao dịch tài sản, từ chối thị thực và từ chối nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Các dân biểu Lisa McClain, Jimmy Panetta, Vern Buchanan và Chris Pappas đã giới thiệu luật đi kèm tại Hạ viện. Tiếp tục một số thông tin đáng chú ý tại nước Mỹ, ông chủ Facebook xin lỗi ông Trump vì hành động kiểm duyệt bức ảnh tại sự kiện ám sát hụt. Cựu tổng thống Donald Trump đã cho biết CEO của Meta Mark Zuckerberg đã xin lỗi ông về việc kiểm duyệt bức ảnh trong vụ ám sát hụt. Ông Trump nói rằng ông chủ của Facebook đã bày tỏ tôn trọng dành cho sự dũng cảm và hình ảnh của ông Trump ngày hôm đó. Ông Trump khẳng định, Zuckerberg tôn trọng tôi vì ngày hôm đó. Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump đã nói rằng Mark Zuckerberg đã gọi cho ông nhiều lần trong vài tuần qua. Thời điểm ông Trump bị bắn khi đứng trên bục phát biểu đã được quay video và lan truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin toàn cầu. Trong đó nổi bật nhất là bức ảnh ông Trump bị trúng đạn với nắm đấm dơ lên không trung và hét lớn Fight! Hay chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu. Ông Trump cho biết, Zuckerberg đã xin lỗi vì Meta và Instagram đã kiểm duyệt bức ảnh này. Khi trích dẫn các nội dung xin lỗi của ông Zuckerberg, cựu Tổng thống Trump cũng tiết lộ, CEO của Meta tuyên bố sẽ không ủng hộ Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử lần này vì sự tôn trọng dành cho ông. Chuyển đến phần tin tức khác. Thưa quý vị, Tại Venezuela, người dân đang kêu gọi chính quyền thả người thân bị bắt trong các cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử tổng thống. Trong bối cảnh căng thẳng chính trị ở quốc gia Nam Mỹ này vẫn ở mức cao. Cơ quan bầu cử đã tuyên bố tổng thống Nicolas Maduro là người chiến thắng, bất chấp phe đối lập nhấn mạnh rằng kết quả kiểm phiếu mà họ sở hữu cũng cho thấy ứng cử viên Edmundo Gonzalez của họ đã giành được đa số phiếu lớn. Nhiều chính phủ trên thế giới cũng bày tỏ nghi ngờ về tính minh bạch của cuộc bầu cử, kêu gọi chính quyền ông Maduro công bố kết quả kiểm phiếu. Ngày 1 tháng 8 vừa qua, Mỹ thông báo công nhận ứng cử viên Edmundo Gonzalez của phe đối lập giành chiến thắng. Đầu tuần này, các cuộc biểu tình đã bùng nổ ở những thành phố trên khắp đất nước Venezuela để phản đối kết quả bầu cử. Đã có một vụ đụng độ giữa người biểu tình với lực lượng an ninh và các nhóm liên minh với đảng xã hội cầm quyền. Theo ông Maduro, ít nhất 1.200 người đã bị bắt và chính quyền đang truy lùng thêm. Ngày 1 tháng 8, gia đình của những người bị giam giữ đã đứng bên ngoài trụ sở cảnh sát ở phía đông Caracas, đề nghị thả người thân của họ, trong khi các luật sư hỗ trợ pháp lý không được phép vào các trung tâm giam giữ hoặc tham dự các phiên tòa. Marilu Landeta, 45 tuổi, đang chờ tin tức về hai con trai của bà. Hai thanh niên này đã bị bắt vào hôm thứ ba sau cuộc biểu tình của phe đối lập. Bà Landeta nói, chính quyền nên thả tất cả bọn họ. Mỗi người trẻ đang thực hiện nghĩa vụ của mình, nếu chúng ta được coi là một nền dân chủ thì không ai phải ngồi tù, kể cả con tôi hay bất kỳ ai trong số những người này. Tổ chức theo dõi nhân quyền phi chính phủ có trụ sở tại Hoa Kỳ cho biết, ít nhất 20 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình sau bầu cử. Ông Maduro cho biết, hai nhà tù bỏ hoang là Tocorón ở bang Aragua và Tocuyito ở Carabobo đang được cải tạo lại để giam giữ những người biểu tình. Các nhân chứng của hãng thông tấn Reuters cho biết Lực lượng an ninh Venezuela đang tăng cường tại các thành phố trên khắp đất nước. Chuyển đến khu vực châu Á, nhiều nguồn tin của Hàn Quốc cho biết, mối quan hệ giữa Triều Tiên và Trung Quốc đang lạnh nhạt, dù Bắc Kinh phủ nhận thông tin này, giới chuyên gia cho rằng ông Kim Jong Un đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Đảng Cộng sản Trung Quốc và có thể đang cân bằng ảnh hưởng của Trung Quốc và Nga. Truyền thông Hàn Quốc cho biết, quan hệ Trung-Triều dạn nứt Tờ báo Hàn Quốc An Inbo ngày 31 tháng 7 đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã chỉ thị cho các nhà ngoại giao Bình Nhưỡng đang làm việc tại Trung Quốc không cần phải chú ý đến Bắc Kinh. Nếu đúng, điều này sẽ củng cố thêm suy đoán rằng rạn nứt đang gia tăng giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh. Đài NK News chuyên quan sát xuống Triều Tiên cũng cho biết, tại sự kiện kỷ niệm ngày chiến thắng tổ chức ở Bình Nhưỡng vào tối 27 tháng 7, các đại sứ Nga, Việt Nam, Cuba tại Triều Tiên đã có mặt nhưng đã không thấy đại sứ Trung Quốc. Theo NK News, điều này là bất thường. Ngoài ra, theo hãng tin Junhap của Hàn Quốc, đại sứ Trung Quốc tại Triều Tiên, ông Vương Á Quân đã tổ chức bữa tối ở Bình Nhưỡng vào ngày 11 tháng 7 để kỷ niệm 63 năm ký kết Hiệp ước Song Phương Trung Triều. Tuy nhiên, quan chức Triều Tiên chỉ cử hiệu trưởng của trường đại học Kim Nhật Thành là Kim Seung Chan và các quan chức cấp trung tham dự, không có quan chức cấp cao nào. Tin tức từ đại sứ quán Trung Quốc tại Triều Tiên ngày 12 tháng 7 đưa ra cũng đã xác nhận điều này. Bình luận về chỉ thị không cần chú ý đến Bắc Kinh của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, ông Minh Hiền, giáo sư kiêm giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quan hệ Quốc tế tại trường Đại học Đạm Giang Đài Loan cho biết, nếu đây là sự thật thì nó cho thấy ông Kim Jong Un muốn theo đuổi chiến lược cân bằng ảnh hưởng của Trung Quốc và Nga đối với Triều Tiên. Giáo sư Minh Hiền cho rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc từ lâu đã là anh cả của Triều Tiên và đã hỗ trợ chính phủ Bình Nhưỡng trên trường quốc tế thông qua kinh tế và năng lượng. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã phải đối mặt với sự đối đầu chiến lược với Hoa Kỳ. Washington cho rằng Bình Nhưỡng ủng hộ cuộc chiến tranh của Nga ở Ukraine và đã áp đặt nhiều lệnh cấm đối với Triều Tiên. Do đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không hỗ trợ nhiều cho Triều Tiên như trước đây nữa và Bình Nhưỡng đang tìm kiếm nhiều sự hỗ trợ hơn từ Nga. Giáo sư Minh Hiền nói tiếp, từ quan điểm này, dường như đó là sự cân bằng chiến lược. Viện Chiến lược An ninh Quốc gia Hàn Quốc mới đây cũng đưa ra báo cáo cho rằng Bình Nhưỡng có thể phóng đại thời kỳ trăng mật trong quan hệ nga chiều để buộc Trung Quốc chú ý đến sự ảnh hưởng ngày càng suy yếu của nước này đối với Bình Nhưỡng. Khi Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell điều trần trước Quốc hội Mỹ vào ngày 30 tháng 7, ông đã chỉ ra rằng Trung Quốc và Nga đang cạnh tranh ảnh hưởng đối với Triều Tiên và Đảng Cộng sản Trung Quốc lo lắng về việc Nga và Triều Tiên tăng cường hợp tác. Ông Kim Jong Un tiếp tục giảm bớt sự phụ thuộc vào Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn duy nhất của Triều Tiên, chiếm hơn 90% kim ngạch thương mại nước ngoài của nước này. Chuyên gia Châu Thần Minh phân tích rằng, ông Kim Jong Un lo lắng, thậm chí là không hài lòng vì sức ảnh hưởng của Bắc Kinh. Kể từ khi ông Kim Jong Un nhậm chức vào năm 2012, ông đã tiếp tục thúc đẩy Triều Tiên giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Ông Châu nói, Kim Jong Un đã không gặp ông Tập Cận Bình cho đến năm 2018. Trong 7 năm đó, mối quan hệ giữa hai người không mấy thân thiết. Hơn nữa vào năm 2014, ông Tập Cận Bình đã lần đầu tiên có chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc. Điều này đã khiến ông Kim Jong Un rất không hài lòng. Thái độ của Bắc Kinh đối với các vụ thử vũ khí hạt nhân và phóng tên lửa liên tục của Bình Nhưỡng cũng đáng chú ý. Theo đó vào năm 2016, Bắc Kinh ủng hộ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết về trừng phạt Triều Tiên và tham gia thực thi các lệnh trừng phạt này. Vào thời điểm đó, Triều Tiên cũng hạn chế việc cấp thẻ cho Hoa Kiều ở nước ngoài. Hai nước có mối quan hệ lạnh nhạt từ năm 2016 đến năm 2017. Sau khi bước sang năm 2018, Trung Quốc và Triều Tiên đã hợp tác chặt chẽ trở lại trước khi ông Kim Jong Un gặp cựu tổng thống Mỹ Donald Trump. Sau đó, ông Tập lần đầu tiên đến thăm Triều Tiên vào tháng 6 năm 2019. Ngày 27 tháng 5 năm nay, lãnh đạo Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc đã thông qua tuyên bố chung trong đó đề cập tới vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Bình Nhưỡng đã phóng vệ tinh trinh sát quân sự số 2 vào đêm đó để bày tỏ sự phản đối. Ông Châu Thần Minh cho rằng Mỹ luôn hy vọng Trung Quốc sẽ sử dụng ảnh hưởng của mình để ngăn chặn Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân, khiến ông Kim Jong Un cho rằng lợi ích của Trung Quốc và Triều Tiên không nhất quán. Sau khi chiến tranh nga-Ukraine bùng nổ vào năm 2022, Moscow đã nỗ lực hết sức để cải thiện quan hệ với Triều Tiên vì nga cần đạn dược và vũ khí. Đổi lại, nga đã cung cấp cho Triều Tiên công nghệ cao và dầu mỏ. Ông Châu nhận định có một số điều tế nhị trong mối quan hệ giữa Triều Tiên và Trung Quốc, nhưng điều này không có nghĩa là mâu thuẫn với nhau. Trang Chung Ang Inbo dẫn các nguồn tin cho biết Triều Tiên đã thắt chặt kiểm soát đối với người Hoa ở nước này. Trang báo Hàn Quốc cũng cho hay, gần đây chính quyền Triều Tiên đã hạn chế người Hoa rời khỏi nơi cư trú của họ, đồng thời cũng hạn chế người dân Triều Tiên ra vào nhà của người Trung Quốc. Có tin đồn rằng Triều Tiên đã cấm người dân và binh lính xem phim Trung Quốc trong vài tháng qua, và cũng có trường hợp tịch thu ổ USB chứa phim Trung Quốc. Ông Châu Thần Minh nhận định rằng, bản thân người Hoa ở Triều Tiên là những người tiếp xúc rất thường xuyên với thế giới bên ngoài. Ông Kim Jong-un có thể coi họ là lỗ hổng lớn trong việc kiểm soát xã hội của Triều Tiên. Tiếp theo là thông tin liên quan đến nội tình Trung Quốc. Thưa quý vị, vào cuối tháng 7, nhiều tỉnh thành của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi cơn bão Kemi gây lũ lụt nghiêm trọng. Người dân địa phương tiết lộ rằng chính quyền đã không có cảnh báo bão lũ trước khi thảm họa xảy đến. Trạm thủy điện thuộc loại lớn nhất ở một thị trấn đã bị cuốn trôi không để lại dấu vết. Cảnh tượng kinh hoàng không dám nhìn. Vào ngày 26 tháng 7, 8 ngôi làng ở Sâm Châu Hồ Nam đã tạm thời bị mất liên lạc. Chính quyền Trung Quốc vào ngày 30 tháng 7 từng tuyên bố có 4 người chết, 3 người mất tích và 17 người bị thương nặng trong vụ việc. Vào ngày 1 tháng 8, dữ liệu được cập nhật cho biết, tính đến trưa cùng ngày có 30 người đã thiệt mạng và 35 người mất tích. Tuy nhiên, một người dân địa phương ở Tư Hưng lấy bút danh là Trần Minh đã tiết lộ với phóng viên của báo Đại Kỷ Nguyên Tiếng Trung rằng chính quyền đưa tin về con số thương vong nhưng nhiều người cho biết con số này còn nhiều hơn thế. Anh Trần cũng cho biết Tình hình nghiêm trọng nhất là ở thị trấn Long Khê, Tư Hưng. Trạm thủy điện nhỏ Long Khê bị cuốn trôi hoàn toàn, nhiều nạn nhân đã chết, rất nhiều là người già, còn có cả trẻ nhỏ. Cảnh tượng thê thảm, không dám nhìn. Theo anh Trần, những người trong cuộc nói với anh rằng trạm thủy điện nhỏ nhưng thuộc loại lớn nhất ở Long Khê đã bị lũ cuốn trôi hoàn toàn. Người dân Long Khê đã dùng gỗ để ra cố đập hồ chứa nhưng vì nước chảy quá mạnh, không chịu được nên đã bị vỡ tung. Khi lũ đến, toàn bộ đập thủy điện và công trình đã bị cuốn trôi tất cả, không để lại dấu vết gì. Trận lũ lụt này có liên quan đến nhiều hồ chứa. Công trình thủy điện Dương Gia Bình đã bị cuốn trôi vì nó nằm ngay dưới hồ chứa. Phóng viên báo Đại Kỷ Nguyên Tiếng Trung đã phát hiện ra, ngay từ năm 2017, bảng giá điện nối lưới của trạm thủy điện nhỏ thành phố Tư Hưng đã được đăng tải trực tuyến. Bảng này cho thấy có ít nhất 100 trạm thủy điện nhỏ ở Tư Hưng, tuy nhiên thống kê này vẫn chưa hoàn chỉnh. Thực tế tập thủy điện có thể có nhiều hơn. Trước đó vào ngày 15 tháng 7 năm 2006, lũ lụt đã xảy ra ở thị trấn Long Khê do cơn bão nhẹ Bilis gây ra lở đất. Vào thời điểm đó, chính quyền cho biết 135 ngôi nhà đã bị sập và 123 mẫu đất nông nghiệp bị phá hủy. Anh Trần Minh cho biết, lũ lụt năm nay nghiêm trọng hơn so với năm 2006 anh từng chứng kiến. Bản thân anh Trần cũng bị ảnh hưởng bởi thảm họa, anh cho biết, nếu như tôi đứng dậy chậm 10 phút tôi đã không còn sống. Ban đầu anh Trần đăng tải hai video về thảm họa lên mạng xã hội, nhưng sau đó anh đã phải xóa chúng vì bị cơ quan quản lý không gian mạng đe dọa. Có cư dân mạng nói hơn 200 người đã được chôn cất. Nhiều người khác cũng lên tiếng, tôi là người dân địa phương ở Tư Hưng và số nạn nhân thực tế vẫn đang được thống kê, cảnh tượng thật kinh hoàng. Một người khác thì cho hay, chỗ của chúng tôi có một chàng trai trẻ, cả nhà 5 người giờ chỉ còn lại một mình anh ấy. Người khác tiết lộ rằng, lực lượng vũ trang đã đến đây vào ngày 26 tháng 7, phải mất 3 ngày họ mới ra khỏi làng. Họ nói có nhiều người đã chết và họ không cho trình báo lên cấp trên. Một người khác nói, lũ lụt đã cướp đi sinh mạng của 6 người trong gia đình chồng của tôi ở xã Long Khê. Chính quyền báo cáo rằng, lũ lụt là do ảnh hưởng của siêu bão Kemi, tuy nhiên theo báo đại kỳ nguyên tiếng Trung, nhiều hồ chứa địa phương đã đồng loạt xả lũ, khiến lũ trồng lũ gây nên thảm họa. Tin tiếp theo. Thưa quý vị, gần đây tần suất ông Tập Cận Bình xuất hiện trên trang nhất của các phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giảm đáng kể. Có tin đồn đoán rộng rãi lan truyền rằng ông Tập Cận Bình vừa trải qua phẫu thuật ghép gan và có dấu hiệu đào thải. Tại Trung Quốc, thông tin về sức khỏe của lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc được xem là một trong những bí mật nhà nước. Các nhà quan sát am hiểu về nội tình Trung Quốc đã có một số phân tích về vấn đề này. Nhà văn và cũng là nhà lãnh đạo ủng hộ dân chủ Thịnh Tuyết đã đăng trên mạng xã hội X rằng có được nguồn tin tuyên bố đáng tin cậy do Tập Cận Bình quanh năm uống rượu cộng thêm áp lực lớn cả trong và ngoài nước. Trong thời gian diễn ra phiên họp toàn thể lần thứ ba của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, bệnh sơ gan của ông Tập trở nên trầm trọng hơn và việc ghép gan được tiến hành khẩn cấp. Tuy nhiên sau ca phẫu thuật, ông Tập Cận Bình đã có phản ứng thải ghép mạnh và đang phải điều trị y tế. Vấn đề nghiêm trọng hơn là có thể xảy ra một đợt thanh trừng và đàn áp lớn hơn. Ông Đường Tĩnh Viễn, nhà bình luận thời sự có nền tảng y khoa cũng chia sẻ những hậu quả có thể xảy ra nếu như ông Tập Cận Bình thực sự đã ghép gan. Ông Đường Tĩnh Viễn nói với báo Vision Time rằng đã có tin đồn như vậy ngay từ tháng 1 năm nay, nói rằng ông Tập đã trải qua ca ghép gan. Nhưng vào thời điểm đó, thông tin này không phổ biến cho lắm trên mạng Internet. Hiện giờ không rõ là từ kênh nào lại bắt đầu lan truyền tin này ra ngoài rồi lại tiếp tục bùng nổ trên mạng Internet. Ông Đường Tĩnh Viễn phân tích rằng, từ các báo cáo, có thể thấy ông Tập đã xuất hiện công khai ít nhất 3 lần chỉ trong khoảng nửa tháng kể từ phiên họp toàn thể lần thứ 3 ban chấp hành trung ương. Điều này cho thấy một số vấn đề. Ông Đường Tĩnh Viễn chỉ ra rằng, có video và ảnh, tôi nghĩ ít nhất sức khỏe của ông Tập dường như không phải là vấn đề lớn, nói cách khác, chỉ trong nửa tháng, ông Tập Cận Bình đã xuất hiện 3 lần, ít nhất là về mặt thời gian, khó có khả năng ông ấy thực hiện một ca phẫu thuật lớn như ghép gan trong thời gian ngắn như vậy. Cho dù ngay cả khi ông Tập Cận Bình thực sự ghép gan thì việc đó sẽ không được thực hiện vào thời gian vừa rồi mà là vào thời điểm an toàn hơn, tương đối ít gây chú ý hơn. Ở góc độ y học, nếu như ông Tập được ghép gan thì đó là do ông ấy có vấn đề nghiêm trọng về gan. Về việc một người có thể sống sót được bao lâu sau khi ghép gan thì có một số trường hợp. Ông Đường Tĩnh Viễn nói thêm, ví dụ trong trường hợp sơ gan nặng, thậm chí là ung thư gan. Điều đó phụ thuộc vào việc liệu đó chỉ là một bệnh sơ gan đơn giản và người đó đã trải qua phẫu thuật gan hay chưa. Nếu như phẫu thuật ghép gan tương đối thành công và bản thân cuộc phẫu thuật cũng thành công, phản ứng thải ghép cũng tương đối nhỏ. Khi đó tỷ lệ sống sót sau 5 năm của người được ghép thực sự tương đối dài và tỷ lệ sống sót này vẫn tương đối cao. Nếu người đó phải phẫu thuật thay gan vì ung thư gan thì còn tùy thuộc vào tình trạng cụ thể của ca phẫu thuật. Bởi vì đôi khi ung thư gan di căn tương đối sớm, tức là khi còn khó phát hiện bằng mắt thường, ung thư gan có thể đã lan rộng, nó sẽ được truyền đến các bộ phận khác thông qua máu. Vì vậy, ngay cả khi bị ung thư gan vào thời điểm này thì cũng có thể bị ung thư thứ phát ở các bộ phận khác, tức là nó sẽ tái phát, chẳng hạn như trong phổi của bạn hoặc trong các bộ phận khác. Do đó trường hợp này là có nguy cơ như vậy, vì vậy rất khó để xác định một người có thể sống được bao lâu sau khi ghép gan bởi vì nó phụ thuộc vào căn bệnh ban đầu của người đó là gì và cũng phụ thuộc vào sự thành công của chính cả phẫu thuật nó cũng phụ thuộc vào phản ứng đào thải gan được ghép của cơ thể người nhận có mạnh hay không do đó liên quan đến nhiều yếu tố phức tạp gần đây giới quan sát nhận thấy rằng các phương tiện truyền thông chính thức đã hạ nhiệt đáng kể việc tuyên truyền về ông tập ông đường tĩnh viễn cho rằng vì bản thân ông tập bị đối thủ từ mọi phía bao vây nên chính ông tập đã ra lệnh hạ nhiệt tuyên truyền theo ông Đường Tĩnh Viễn, điều này không nhất thiết liên quan trực tiếp đến vấn đề sức khỏe của ông Tập. Thưa quý vị, bản tin chọn lọc của Đại Kỳ Nguyên xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin thân ái, chào tạm biệt.